Arsenal 4-2-1 team Manchester thích chuẩn meta. Em này chuẩn meta luôn, chuẩn AI nhưng cầu thủ AI khá là ngon. ST sẽ là Ronaldo, sơ đoạn 22 Totti có nửa quốc 1, có lại sút xoáy, có thêm cái khiếu léo nữa, đánh đồng hành, khiếu léo là lắng được, ngon quá vậy. Sơ đoạn 22 này là một trong những sơ đoạn ngon nhất của Ronaldo ở phiên bản hiện tại rồi. Sắp tới không biết sơ đoạn 22 test không, hiện tại còn biết rồi. Có cả ăn bạ luôn, cứng như thép, cá nhân sút xa, đánh đồng mạnh và sút tại mở ngoài, đó. CM sẽ là Rooney nha, Rooney gắn đỡ quốc 1 với lại khả năng khiếu léo cũng ngon, chạy nhanh. Rooney này CM thì cũng khá hợp lý, có tốc độ, có tăng tốc nè, có sút xoáy nè. Rooney này sút nhịn dễ vô, có nỗ lực đến cùng luôn. Rồi sút xa nữa khỏi vì sợ thay ra, khỏi tốn nghị lực. Tạt xong không volley đánh đầu à. Tạt xong mình có thể volley, có thể đỡ banh lại cũng được mà, nhiều cái để tạt lắm. Bruno Fernandes sẽ cầm lại Anthony. Anthony 22 test. Tốc độ tăng tốc trong 24-29 à. Lực sút trong 23, sút xa trong 28, Bruno sút ghê quá vậy. Bruno tạt ngon. Tạt trong 22-25, Anthony tạt trong 22 được đó nhá, truyền dài 128 luôn. Bữa Anthony truyền dài 112 à. Sút xoáy trong 25-25 được, cầm này cặp tạt sút xoáy ngon, chạy nhanh nè, Anthony chạy nhanh mà. Xuyên cánh thôi, xuyên cánh tạt. Beckham với Casemiro. Thế là cặp CDM. Cặp CDM này đối không Anthony thì còn quá, tạt bóng 133 với không gì thì cháu không là tạt ngon nhá. Chỉ số ẩn gắn thêm cho cái khả năng sút trung bình với sút xoáy nữa, trời ơi ngon luôn. Ông này mở ra được kỹ năng sút xoáy với sút trung bình luôn nè, với con trâu luôn kìa, hai cái luôn, ngon quá. Vậy gắn này vô ra Casemiro với không thì cầm đứng đóng rồi trong game chịu nói. Ủa không lâu ra cho với không tạt nữa. Ferdinand với lại Vidic nha, lần này tôi sẽ sử dụng Vidic với Ferdinand, bộ đội bức tường thép của Manchester United ngày nào. CB Ferdinand cắt vòng 8 với lại Vidic lên rồi cộng 5 thôi, kèm 135 luôn à. Chỉ số ẩn gắn luôn kỹ năng này, em gắn cho con trâu với lại khéo léo tổ chức thôi, tổ chức khéo léo để lắm thì được. Có quan trọng có con trâu, hai và cánh không vậy, nên gắn quan trọng là con trâu hay là trâu tắt bóng, trâu tiki taka gk em gắn cho cái cạn phá suất lì gần nào, cạn suất trung bình cũng được, hai này cũng được, không okay, sao dự biển có cả Daniel James, Bastian Saiziger, Pogba, Tominay, Bosco, Malaysia đó. Nhà quản lý anh em có thể chọn là nguyên, đó chính là 4-2-2-1 nha. Ưu tiên khả năng tạt thì nó sẽ là chuyển chính xác, chuyển chính xác chạy chỗ bên trong là một đang tốt sơ. À cài đặt AI đây, muốn cài đặt AI để coi nha. Anh vừa bảy đây, cài đặt AI này, này bóng trung bình nha. Bật ra điều khiển, tay cầm tự chỉnh, không sử dụng hay dùng để uống dài. Chạy nhanh sút xoáy, xương ngực chơi bóng sút lên thì cài đặt cũng giống mình quá vậy. Chạy nhanh rồi trợ kèm tháp đổ cầu thủ này đó, còn ok giống luôn á. Cái này liên quan tới tạt và phản công, thường mà tạt ra phản công nó cũng vừa thôi, không nhanh lắm đâu. Mức độ truyền 50, tốc độ 50, truyền 50, chọn vị trí 50 luôn. Phản công vừa nhanh, nó ở mức độ vừa phải đâu, và truyền hơi dài chút xíu, tổ chức để nhớ được vị trí. Tạt bóng này mình để cục xa cao chút xíu nha, cho là cục xa dễ ghi bàn hơn, truyền bóng cao, chạy vô ghi bàn sút thấp thôi. Này ưu tiên khả năng dùng cắm là để sút thấp thôi. Tổ chọn vị trí tổ chức để khi tấn công nhớ vị trí. Đội này mình ra cánh nha, tạt vô nha, ra cánh tạt vô, cầu thủ sẽ chạy vô cắm, không tạt có thể truyền cũng được. Nhưng mà này sẽ tạt được cục xa, còn tạt ngược được chứ. Thủ thì kéo về thấp thôi, 18-19 thôi, chính là thủ thấp để hạn chế xa. Đây trước đội nha. Và còn chiến thuật đơn. Chiến đơn này CR7 á, nếu như mà anh em đã CR7 anh em đừng bao giờ để CR7 là sẽ nó chạy chỗ nha. CR7 thì anh em sẽ để tấn công công bằng thôi và hỗ trợ xâm nhập cũng công bằng luôn. CR7 phải đá công bằng, nếu CR7 anh em để chạy chỗ CR7 chạy không nổi đâu. Bán được bán làm tiền đó. CAM thì anh em sẽ là công 3 và thủ 2, cũng là công bằng, cũng là cơ bản luôn. Với anh chàng này cũng sẽ chạy dùng cắm này. Bruno Fernandes, hai tiền vệ cánh thì để cho công 3 và thủ 2, CC2 bắn biên. Hai gam đều xe bên tay này đều anh tạt mà cho hai thằng chạy dọc biên để tạt đó. Còn hai CM DM này em cho không hai thủ ba thôi, còn thủ ba để gì lên tham gia tấn công mà chạy về đơn này thì không cho hậu vệ cắn là tham gia tấn công đâu, không hai thủ ba hết, không hai thủ ba CB công một thủ ba ok vô ha. Đó chiến thuật đơn, chiến thuật đội nhà này có thể có bia không, giờ chúng ta qua cái cấp. Hồi nhỏ là anh em thấy chơi game xấu, như là sau khi mà em lớn lên em có công việc rồi em chơi game là những người tốt. Những anh em mà đã có công việc rồi em chơi game nó đỡ, nó gọi là mình không đi ra ngoài, mình phá tiền những cái khác, mình vô game nó đam mê nó giải trí mà, nó sao những giờ làm việc căng thẳng bị đó mất đó. Sống mà phải có giải trí anh em,
Ronaldo nè, Ronaldo mày hôm nào chơi không chạy đâu, chạy đến độ mà áp sát cầu thủ đội bạn luôn á nhá, pressing hậu vệ đội bạn luôn, thấy không? CR7 cũng ngày nào. Anthony, ông Anthony xuất gì vậy? Anthony, ồ pha. Anthony xuất gì mà đánh cắm mà giống như Anthony ở Man U lúc mới cái bàn mới vô vậy. Cái game bị đâu đúng không? Em đi ra ngoài em chơi đấy rồi không sợ em chơi nhà chơi game bình thường. Bruno Fernandes, đây Ronaldo này, pha này phải vô, pha này phải vô, pha này phải vô, pha này phải vô, pha này phải tạt nè, đó tạt cánh đánh đầu 4-2-2-1-1. Những bạn nào chơi nãy tôi để là CR7 tấn công bạn không chạy đâu. Anh em để xẻ nách chạy chỗ CR7, CR7 mới là người không chạy. Còn em để tấn công bằng là CR7 đang đúng với người ta mà chạy á. Tôi đã trải qua rất nhiều CR7 rồi tôi biết được CR7 như thế nào. Mỗi cầu thủ trong thời 4 á, nó có cái kiến thức đơn riêng này. Đề Lima không dĩnh muốn chạy hả? Đề Lima thì sẽ nách chạy chỗ. Em để tấn công bằng Rondo lui về. Em để tấn công bằng Rondo lui về. Này con này nè, con này nè. Rooney nè, đánh đầu nè, Rooney cũng đánh đầu được nha. Đó, chơi 4-2-1-1 chưa? Hôm bữa tôi làm cho cái 4-2-1 lại tấn công trung lộ đúng không? Còn đây là cái 4-2-2-1-1 để anh em có thể đánh đầu, có thể tạt. Hay là thích tạt nên có thể đánh đầu chơi sơ đồ này. Còn lành liền, ha. Thì cái Rooney cũng đánh đầu được mà. Sợ chưa? Sợ chưa bị bản quyền lần nó có livestream của mấy trăm người, hai trăm mấy. Bữa nay em thấy là cả 200 mấy người coi là mấy quyền bị dính mấy ngày cùng nha. Rashford đánh đầu, tài cánh đánh đầu 4-2-2-1-1 em ổn hết chưa? Từ Anthony tài con luôn, Rashford cánh này tài cánh kia luôn chứ. 4-2-1-1 chuyên gia tài cánh. Đẳng cấp luôn nha. Bạn được quá ha, được hả? Rashford đầu bén quá vậy. Trời ơi, Marcus Rashford. Anthony tài con Rashford đánh đầu đúng kiểu như là Manu ngoài đời hiện tại luôn á. Ờ hiện tại Rashford đang là cầu thủ hàng đầu. Này quá ta, Ronaldo này gì mà không chạy nè. Hồi nãy ông nào chơi không chạy đâu. Ông nào chơi Ronaldo không chạy đâu, gì mà không chạy chỗ nào đâu. Tấn công công bằng nha, nhớ CR7 phải là tấn công công bằng trong tất cả sơ đồ. CR7 đừng có để xe nó chạy chỗ. Ê khoa nó không nhí quy luôn á, CR7 tự chạy á, khoa nó không nhí quy nha. Mai tới tìm gì hả? Mai tính tết tìm Real 200 tỷ à. Anh em có Real tầm 100-200 gửi fanpage mình luôn nha, cậu này nói nhiều chụp tấm Ấn Độ là được, mới thêm một team nữa. Beckham, trời Beckham giết đề ngon quá vậy, David Beckham giết đề mà thêm cái chỉ số rồi quyền kỹ năng xuất xoáy nữa. Ờ 4-2-2-1-1 ra cánh tạc không tạc xoáy xa thì là hôm bữa Seoul nó như ở Seoul mà ở Seoul thủ đô. Ồ, đã có tạc cánh ngon ha, rồi đã là chuyền cánh luôn á, chuyền cánh luôn nè. Anh em không tạc thì em ra cánh em chuyền vô được luôn, anh em thấy không? Khi mà cái banh mình ra cánh cái ở trong vòng cấm cũng có người nè, lui về cũng có người, tại hậu vệ cánh tôi để công 3, công 2, thủ 3 phối hợp được luôn, phối hợp thì ra đi tạc rồi chết. Trận thằng hạng nha, trận thằng hạng cần á, bên anh đã nhiều bạn nghe nói là trận thằng hay là cáp đúng không? Đây, tôi biết trận thằng hạng hay là cáp nè. Nó cầm tạc tính rồi, nó cầm cho qua đây tạc luôn, tôi cho cánh phải luôn, bỏ cái đêm luôn á. Nó cầm tạc ghê quá vậy. Nó cầm tạc thôi. Ô, đâu biết nó cầm tạc của anh nè. Gặp CR7 trong đó, trò phải hàng ngày ngoài đời nó cùng thời với anh nè, mấy cầm tạc CR7 siêu luôn kìa. Wow luôn, nó tụi mới wow luôn hả. Trời ơi. Kinh. Ồ, mà mấy cầm tạc của anh đẳng cấp vậy. Thì sẽ xài có làm kiểm canh mà cũng canh mình điều chỉnh luôn cái xuất liền ta thì đó mày quá vậy rồi bếp khăm luôn, bếp khăm vô đây sao không phải nổi, bếp khăm vô đây sao lại nổi rồi, CR7 rồi ông hoàng chọn vị trí, ông hoàng để bóng luôn ta. Wow wow à, toàn vàng thắng đẹp, toàn siêu phẩm không, lại là anh bảy à. Hồi có tiếng phòng thủ nó hay không hả? Có chứ, anh em coi trên kênh mình á, tôi có mấy video phòng nữa, có video phòng nữa 3 video, 3-4 video hả, hai bàn ấy, 1, 2 bàn quá, 4 bàn.
lên. Đây này, đừng nhớ. Người thủ rắn quá vậy. Casemiro, pha này cũng vô rồi. Casemiro cuối cùng các bạn. 4-2-2-1-1. Tạt cánh, xuyên cánh, chuyền cánh và ghi bàn từ cánh. Được quá ha. Con lành lên. Bây giờ 4 phút nữa. Vô không? Ôi vô luôn hả? Xà ghê quá vậy, Ronaldo sao đổi xà ghê quá vậy? Ờ siêu Ronaldo 22 Toby. Xà bóng được luôn ta. Tuần này có ấm không nào? Tuần này đâu ấm đâu, tuần này đá hết mà. Tuần này like hết không ấm nào luôn á. Cái giải giờ cuối tuần này like nhưng mà vẫn đá nhưng vẫn like luôn. Like chạy gần đây nha. Tuần này mình đâu có đá đâu, like hết rồi. Quá ta. Rooney nhường banh lại cho Beckham. 4-2 ngồi anh em đó, ban mặt Tiki-Taka luôn đó. Vô thằng cắm truyền ban mặt miễn ra. Miễn ra luôn nha. Bruno Fernandes. Bruno chỉ có tạc cao chứ. Tạc Ronaldo chạy vô. Ừ đúng rồi, Ronaldo chạy vô. Được không? Được luôn đó ha. 4-2-1 tạc mà. Mờ Bruno tạc và sẽ là 7 đánh đầu. Công thức chuẩn quá ta. Chuẩn luôn đó chứ. Anh em đá CR7 anh em để chiếc đơn mà AR1 SR1 qua xỉ nó chạy chỗ là không được. CR7 là phải là để tấn công bằng, anh em thấy để tấn công nhìn được đúng không? Còn anh em đá như bạn đá CR7 mà để xỉ nó chạy chỗ, các bạn thấy ở CR7 sao không chạy chỗ, CR7 sao yếu đồ không ngon thì kiểu là do anh em sai chiếc đơn á. CR7 có kiểu chiếc đơn hơi lạ. CR7 Benzema, Henry, Harry Kane rồi đó. Nhưng mà Henry thì khó đá. Henry thì cũng chỉnh nhiều nhưng không thể là tìm ra cách đá. Một tìm ngon ha. Anthony chạy ghê vậy có bao mà. Nè, em đánh đầu nè, CR7 nè, này nào. CR7 chọn chứ. Một áp liền. CR7 trong những pha đội hình mà 4-2-1-1 này để đánh đầu là hợp lý luôn á. Vừa hầu vậy, tiền về cánh vừa đẩy qua ra cánh nó CR7 tách vào cột xa. Không kia đâu kèm nữa. Đường tạc ngon lành này. Coi em kia Tarian vẫn đặt thấy cộng 1 mua lên. Ờ con em kia Tarian chỉ số 106 mà, đập 5 dễ. Có đâu. Đấy, cộng 5 đập mấy con 110, 190. Mấy phô 190 nhiều. Cảm thấy vô không? Anthony, Anthony chỉ thấy y chang ngoài đời ra. Những cú sút quen thuộc của Anthony. Nếu như anh em có xem những trận đấu của Manchester United thì em thấy là Anthony á, sút như thế mà cuối cùng là Erik ten Hag phải cho lên băng ghế dự bị á. Dự bị cho Sancho đúng không? Dự bị cho Sancho. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.